Liệu nỗi sợ hãi có đang điều khiển hành động của chúng ta, cách chúng ta suy nghĩ, nhìn nhận bản thân cả về vật chất lẫn tinh thần cũng như là trí tuệ, cách ta nhìn nhận người khác và cả cách ta hoạch định để trải nghiệm cuộc sống mỗi ngày sẽ quyết định ta là ai. Mình được chị bạn gửi tặng một món quà này và đến tận bây giờ nó vẫn luôn ở trong túi sách của mình. Không rõ nó có ma thuật gì hay không, nhưng nó đã giúp mình rất là nhiều. Đó là một chai tinh dầu nước hoa Aroma Lan Nui, mùi hương trầm ấm, ngọt ngào và lôi cuốn của nó đã gây ấn tượng mạnh mẽ với đồng nghiệp cũng như những người xung quanh của mình. Người thấy mùi hương đó, họ thường chủ động đến gần bắt chuyện, hỏi han và từ đó những cái mối quan hệ đó đã trở nên thân thiết hơn đối với mình. Chưa bao giờ mình có động lực đi làm mỗi ngày như vậy. Từ ngày có em Aroma Lan Nui trong túi sách, mỗi ngày làm việc của mình trở nên vui vẻ và có ý nghĩa. Cuộc sống cũng vì thế mà vui tươi hạnh phúc hơn. Dù không phải là công việc mà mình quá khát khao, nhưng bằng sự quyết tâm của bản thân cùng với sức mạnh kỳ diệu của hương thơm quyến rũ, nỗi sợ hãi của mình hoàn toàn biến mất. Khi quyết tâm đủ lớn, mọi người sẽ trân trọng nỗ lực của bạn. Thế giới này sẽ không quay lưng mà đối đãi ngọt ngào với bạn hơn. Và trong bất cứ công việc gì, chúng ta nên có người bạn đồng hành để có thể giúp cho bản thân mình trở nên ngọt ngào, gợi cảm và thu hút mọi người xung quanh hơn. Có em bạn thơm tho ấy, dù ở nơi đâu, làm việc gì, bạn cũng sẽ trở nên tự tin quyến rũ và được mọi người chú ý hơn cho bà xem.